Hello 500 anh em, và với tình hình Covid diễn ra này, chúng ta ra đường, chúng ta khẩu trang. Còn khi ở nhà, chúng ta làm gì? Chúng ta chơi game. Và hôm nay mình giới thiệu anh em đó chính là một cái bộ máy khoảng tầm 11 triệu đồng. Và dành cho anh em nào lười nhá. Em nào lười mà kiểu không muốn build, ngồi chọn linh kiện ấy, có chọn những cái bộ máy build sẵn như này này. Ở Hà Nội Computer chúng mình có rất nhiều những cái bộ máy build sẵn, giá thành từ chỉ khoảng tầm 7 triệu đến khoảng tầm 40-50 triệu đều có. Và như bộ máy ngày hôm nay thì tên gọi nó là SUC037 và giá của nó là 10.899.000. Và anh em hoàn toàn có thể xây dựng những bộ máy cấu hình tương đương này với những cái điều chỉnh, một vài cái điều chỉnh để nó phù hợp hơn với anh em. Còn hôm nay thì mình chỉ giới thiệu đó chính là bộ máy đóng sẵn này thôi. Và với cái cấu hình này, anh em chơi được gì và làm được gì thì chúng ta hãy cùng xem trong video này nhé. Đầu tiên, với cấu hình khoảng tầm 11 triệu, chắc chắn chúng ta sẽ dùng CPU Core i3-10100F rồi. Nhưng mà hiện tại thì 10100F đã đi vào khoảng thời gian gọi là hết hàng và cả những ngưng sản xuất từ Intel, và thay thế những mẫu CPU khác mới hơn. Và hiện tại chúng ta chỉ có duy nhất lựa chọn đó chính là Core i3-10100 thôi ở trong này. Và nhiều anh em có nghĩ là 4 nhân là không đủ, phải lên tầm 6 nhân, 10 nhân gì đó. Thì thực ra bây giờ hiện tại là 48% các bạn đang dùng Steam ý, các bạn đang dùng CPU là 4 nhân. Các bạn có thể lên cái bảng Steam ấy, nó có cái bảng list danh sách những linh kiện đang dùng nhiều nhất ấy. Thì với mức CPU 4 nhân như hiện tại này, Core i3-10100 là 4 nhân 8 luồng, hoàn toàn anh em đủ chơi tất cả các tựa game hiện tại ở cái độ phân giải gọi là Full HD và cao hơn nữa là 2K, nó cũng không lo tình trạng nghẽn. Tại vì ngày trước mình đã làm một cái video mà anh em cắm 3080 vào trong 10100 ấy, thoải mái, chẳng nghẽn gì cả. Và thực ra 10100 nó khá là mát, nhưng mà mình vẫn để thêm đây là muốn chi là một con tảng Cosmo CR1200 thêm 300.000 tí thôi, nhưng mà anh em mát hơn hẳn và nhìn nó cũng ngầu, tại vì nó RGB. Và với cái CPU như vậy thì chúng ta chỉ cần kèm theo đó chính là từ 8 đến 16GB RAM, mặc định bộ máy này thì là 8GB RAM. Và 8GB RAM đối với mình thì vẫn là đủ cho anh em dùng những cái game cơ bản. Còn nếu anh em thích nâng cấp lên 16GB tốt thôi, thoải mái, tại vì bên con bên này vẫn còn một khe RAM nữa để anh em có thể nâng cấp lên thêm thành 16GB. Và kèm cùng với cả Core i3-10100F 8GB RAM, chúng ta có một chiếc cảm màn hình quốc dân. Tại vì em để ý tất cả những video mình so sánh giữa RX570 với cả 1650 đều rất là nhiều view, anh em rất quan tâm, đó chính là chọn 1650 hay là RX570. Thì câu trả lời của mình hiện tại bây giờ vẫn vậy, đó chính là nếu có hàng RX570 thì anh em mua RX570, và đặc biệt nếu mà đủ nguồn nữa. Tại vì RX570 cho chúng ta một cái sức mạnh, đó chính là lượng VRAM cao hơn 1060 3GB, cao hơn cả 1650. Và ngoài ra thì cái lượng VRAM của RX570 cũng là từ 4-8GB, tự cho một cái lượng VRAM khá thoải mái so với việc các bạn lựa chọn những con cạc như là 1060 3GB chẳng hạn. Cả đấy thì cái lượng VRAM 3GB bây giờ hiện tại nó là hơi thiếu rồi, cần 4-8GB mới gọi là đủ để dùng được. Và anh em yên tâm, tại vì thoải mái cân cả bộ này, tại vì trong bộ máy này đã đi kèm một chiếc nguồn 500W để thoải mái đủ cân cả từ chiếc RX570 cho đến chiếc CPU Core i3-10100. Và sau này anh em muốn nâng cấp lên ý, thì hoàn toàn có thể lên được Core i5-10400, hoặc là cả màn hình có thể lên được khoảng tầm 2060 vẫn, mà chiếc nguồn này vẫn cân thoải mái, không vấn đề gì cả. Và phần cứng thì sao rồi, về vỏ cây và quạt thì đây là một chiếc vỏ cây Vicha và đi kèm 3 quạt RGB. Mục đích của 3 quạt này, thứ nhất đó chính là đẹp, anh em nhìn thấy 3 quạt RGB nhìn rất là màu mè hoa lá hẹ. Và cuối cùng thứ hai đó chính là về thổi gió. Nếu anh em thì mua cây rất là lười mua quạt, nhưng mà thực sự mình khuyên các bạn ấy, các bạn mua cho mình con vỏ cây và các bạn thêm cho mình 3 quạt vào, vì đẹp hơn và nó cũng mát hơn khá là nhiều, đặc biệt với những con quái vật rất là nóng như RX570 này. Và tổng giá trị bộ máy ấy, thì đó là 10.899.000, một con số mình thấy khá là hợp lý với cái mùa dịch này. Tại vì với cái bộ máy này thì mình sẽ thử nghiệm nó chơi với cả tất cả các game hiện tại, từ game online đến game offline, để xem là hiệu năng sử dụng nó ra sao và anh em nhận được gì từ những cái bộ máy như thế này. Và mình lưu ý nhất là bộ máy này chưa bao gồm ổ cứng, và anh em nào muốn mua ổ cứng ý, thì có thể lựa chọn được SSD từ 240GB đổ lên, chứ đừng mua HDD. Tại vì HDD bây giờ ý,
thì tốc độ đọc nó khá là chậm và anh em lắc thêm rất là lâu. Em nên lựa chọn đó chính là SSD từ 240GB đến 500GB, giá rất là rẻ thôi, và cắm vào loát game, loát win các thứ rất là thoải mái. Và bây giờ thì mình để trong Borderlands 3, mình tắt này đi. Hiện tại mình đang thử nghiệm đó chính là tựa game Assassin's Creed Odyssey. Mặc dù các bạn biết là Valhalla rồi nhưng mình chưa đào xuống đây. Mình thử nghiệm tạm là Assassin's Creed Odyssey. Và đây cũng là một tựa game khá là nặng để chúng ta có thể thử. Mình thử nghiệm setting đó chính là medium đi, cho nó phù hợp hơn với cả con máy này. Rồi hiện tại mình sẽ vào thử một benchmark để xem nào. Thì trước tiên các bạn thấy là hiện tại chiếc CPU của ta là khá là mát, hoạt động 50% chỉ là khoảng tầm 40 độ thôi, 45 độ thôi. Và đây chính là lợi ích của các bạn khi các bạn mua một chiếc tản nhiệt. Mặc dù nó chỉ là khoảng tầm mấy trăm nghìn thôi, 300 nghìn, nhưng mà bù lại các bạn có một cái mức nhiệt độ hoạt động rất là mát mẻ. Thay vì cái việc mà luôn luôn phải trông ngóng khoảng tầm 70-80 độ mỗi khi dùng cái tản stock ấy. Hiện tại mức FPS chúng ta đạt được nó rơi khoảng tầm là 60 FPS ở trong game, và ra ngoài trời chúng ta sẽ drop một tí. Tại vì Assassin's Creed Odyssey là một cái tựa game khá là nặng, bây giờ chúng ta drop xuống khoảng tầm 45 FPS. Đây là mức FPS mình đánh giá là nói chung là tạm ổn đủ để các bạn chơi game. Còn nếu mà để mượt ấy thì có lẽ là chưa đủ, các bạn cần giảm setting xuống một chút nữa để đạt khoảng tầm 60 FPS trong game. Nhưng mà Assassin's Creed Odyssey là một tựa game rất là nặng, và vì vậy mình thử nghiệm lại với các tựa game khác, đó chính là Far Cry 5 này hay là Borderlands 3, thì tất hay kể cả Shadow Tomb Raider ấy, thì lượng khung hình trên một giây mình đạt được đều loanh quanh ở mức 60, tức là mức rất ổn định cho các bạn chơi game ở trong các màn hình Full HD. Và ngoài ra game offline chúng ta chơi thoải mái, thì game online thì mình có thử nghiệm với cả những tựa game như Dota 2, Liên Minh Huyền Thoại, thì FPS đạt được khoảng tầm hơn 100 là chuyện bình thường, và hơn 100 mới đủ cho các bạn chơi game kể cả trên những màn hình 144Hz cơ. Và tổng hợp lại thì đối với mình cái bộ máy 11 triệu này thì nó đủ để cho các bạn chơi game offline online ở mức là rất là thoải mái, khoảng tầm trên 144fps để dùng những cái màn gaming. Còn nếu offline thì các bạn vẫn đủ để có thể trải nghiệm những cái tựa game mới ở cái độ phân giải Full HD và mức FPS khoảng tầm 60, nhưng mà các bạn phải giảm thiết lập xuống một chút ở mức từ thấp đến trung bình. Và nếu mà tùy tựa game, nếu game hơi cũ quá thì có thể đến mức cao, nhưng mà trung bình nó đạt khoảng tầm là 60fps thiết lập gọi là phổ thông. Và các bạn với bộ máy này thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp được, đó chính là lên thành 16GB RAM. Tại vì đây có 2 khe RAM này, các bạn phải nâng lên CPU 10400 để có lẽ thực hiện những cái tác vụ như là chỉnh sửa video, chỉnh sửa ảnh thoải mái, hoặc là cả màn hình. Có thể lên những chiếc card như là 3060 nếu các bạn nhiều tiền, hoặc là 2060 thoải mái. Còn 1060 thì thực ra là con card này nó mạnh bằng 1060 rồi. Và anh em thích những bộ máy như nào ấy, thì cứ cho mình biết trong phần mô tả phía dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở trong các video sau. Bye bye.